Rồi bát bát trép bà lần. Giờ mình lên nha, có lưu nét luôn nè. Đang nghe tung nơ nè, không? Không tung nơ nè. Giờ lên volume nha. Bà lần này nghe rõ nè. Thử hai lo bô nhỏ lên kia thôi, phần phần đó. Hả? Đó, thử vậy chứ còn đèn chớp là ok rồi. Nhưng mà có trường hợp đèn chớp nhưng mà không có tiếng nha. Vẫn có, chết công suất. Nó gì vậy? Hướng này hướng 10 giờ nè. Rất ok nha. 11 giờ nè. Lo chịu rồi. Hôm nay ăn xài dở nè, tại biết sao. Hôm nay cống thường. Cống vô thường hoa sen, cống ra là trạm này trạm nhấn rút. Vậy thôi, bình thường. Ồ, 180 quá chứ ít đâu. Nè.